Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive. Chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive này khi mà sang cuối tháng 7 này đang có chương trình khuyến mại như nào thì phép giới thiệu cho nhiều cách chi tiết cụ thể ạ. Còn nếu chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe ạ. Tổng hấn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép được đi vào vấn đề chính ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 2 tỷ 470 triệu ạ. Sang cuối tháng 7 này thì đại lý chúng em đang bán cho bây giá đang là 2 tỷ 430 triệu đấy ạ. Tức là giảm giá cho anh em là 40 triệu từ mặt ạ. Vậy thì chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive này Nam Yên Nội đang là 2 tỷ 749 triệu ạ Còn trả góp thì đang là 833 triệu Còn là tỉnh thì đang là 2 tỷ 608 triệu Trả góp thì đang là 764 triệu ạ Còn là tỉnh áp thuế 10% thì đang là 2 tỷ 729 triệu Trả góp thì đang là 813 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 2 tỷ 699 triệu Trả góp thì đang là 783 triệu ạ Đó chính là phần giá xe và tổng bánh ạ Ok, tiếp theo giới cho về những tính năng option của chiếc xe E200 Exclusive ạ Đầu tiên giới thiệu cho em về kích thước tổng thể ạ Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m930 Rộng là 1m852 ạ Còn cao là 1m468 ạ Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m939 ạ Chiếc xe này thì rất là dài, rộng và cao anh em nhé Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần uh, đầu xe Phần đầu xe của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive này Phần đầu xe của chiếc xe này thì vuốt khá là gọn gàng Giúp cho phần đầu xe cảm giác nó được sang trọng hơn, lịch lãm hơn ạ Tiếp theo giới thiệu cho em về phần mặt nới cơ lăng ạ Mặt nới cơ lăng của chiếc xe này thì mặt nới cơ lăng của nó rất là viền xung quanh được mạ chrome Giúp cho chiếc xe phần đầu xe cảm giác nó được sang trọng hơn và lịch lãm hơn đấy ạ về phần cản trước của chiếc xe này nó sẽ có thanh nạp chrome khá là to bản. Nó chạy từ phần bên chạy từ bên trái chạy sang bên phải. Cảm giác nó được trường xe hơn ạ, rộng xe hơn ạ. Về phần cụm đèn của chiếc xe này nó sử dụng là đèn nét nhá, đèn full nét đấy cho cả đèn cốt đến đèn pha ạ. Và ngoài ra tích hợp thêm đó chính là có cả dài đèn led ban ngày giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn khi đi trên đường ạ. Về phần cản trước của chiếc xe này nó sẽ là có cảm biến góc trước 6 mắt anh em nhá. Đó, và có thanh nhập chrome rất là to bản đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho mình là sang phần uh, sườn xe ạ. Giới thiệu cho em về phần bánh xe ạ. Bánh xe của chiếc xe này sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành 18 inch ạ, đa chầu nhá. Phanh đĩa cho cả bốn bánh nhá. Các tính an toàn như hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và rất nhiều tính an toàn nữa đấy ạ. Phần sườn xe của chiếc xe này tích hợp thêm đó chính là có thanh nẹp chrome khá là nhỏ thôi nhưng giúp cho chiếc xe cảm giác nó được trường xe hơn, dài xe hơn ạ. Về phần gương chiếu hậu của chiếc xe này sẽ là gương chiếu hậu uh cùng màu thân xe nhá. Tiếp theo sẽ có xi si nha trên gương bằng đèn led ạ. Nó sẽ có chỉnh điện và gập điện, cục gương tự động đấy ạ. Đó. chiếc xe này sẽ là có thanh nhập chrome trên và dưới dưới, phần chân kính nhá giúp cho chiếc xe cảm giác nó được trường xe hơn, dài xe hơn ạ. Tiếp theo giới thiệu cho em về phần tay nắm cửa. Tay nắm cửa sẽ là tay nắm cửa mạ chrome ạ. cho cả bốn cánh cửa phần phía trên nhá. Phía dưới sẽ là cùng màu thân xe đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang phần trần xe trần xe của xe là trần phẳng nhá xe không có cửa sổ trời đâu ạ về phần anten thì chiếc xe này nó sẽ là anten trên gương rồi anh em nhá trên kính rồi đấy ạ tiếp theo giới thiệu cho em về phần đuôi xe phần đuôi xe của chiếc xe mercedes benz e 200 x exclusive này thiết kế nó vuốt rất là gọn gàng nhẹ nhàng uyển chuyển giúp cho chiếc xe phần đuôi xe cảm giác nó sang trọng hơn lịch lãm hơn ạ về phần cụm đèn nó sử dụng là đèn led nhá nó chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ đó. Và lối đi mạch với hai cụm đèn đó chính là có thanh nạp chrome khá là to bản đấy ạ. Giúp cho chiếc xe cảm giác nó được trường xe hơn. To xe hơn, rộng xe hơn đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho về phần cản sau này. Cản sau của chiếc xe này nó sẽ là có cảm biến lùi 6 mắt đấy ạ. Và có thanh nạp chrome khá là to bản đấy ạ. Giúp cho phần đuôi xe cảm giác có nó được sang trọng và thể thao hơn ạ. Tiếp theo giới thiệu cho về mức tay nhiên liệu ạ. Mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị thì đang là 11,67 lít ạ. Ngoài đô thị thì đang là 7 ,18 lít 18 ạ. Kết hợp trung bình thì đang là 8 ,83 lít 83 nhá. Tiếp theo giới thiệu cho về phần nội thất ạ. Nội thất của chiếc xe này sẽ là nội thất màu nó có hai màu nội thất là màu lâu và màu đen ạ. Đây là màu lâu em nhá. Không gian nội thất màu lâu thì giúp cho chiếc xe cảm giác nó được sang trọng hơn, lịch lãm hơn ạ. Về phần ghế của chiếc xe này nó sử dụng là ghế da đấy ạ. Ghế da chỉnh điện đấy ạ. Tiếp theo giới thiệu cho anh em về bên, bên bên cánh cửa này Bên cánh cửa của chiếc xe này nó sẽ là cánh cửa màu lâu và cái là màu đen nhé Nó sẽ có nhiều ghế 3 vị trí đấy ạ Và thích hợp thêm đó chính là các nút bấm là chính là lên xuống kính cho cả bốn cánh cửa này Khóa cửa là chốt kính này, điều chỉnh bốn mặt gương đấy ạ Tiếp theo giới thiệu cho anh em sang bên uh, hàng ghế thứ hai của chiếc xe Mercedes-Benz E200 x ạ Hàng ghế thứ hai của chiếc xe này sẽ giống như hàng ghế đầu tiên nhé Ghế của nó sẽ là ghế màu nâu hoặc màu đen đấy ạ ghế được bọc da bọc da ngồi rất là ôm ghế ôm ghế đấy ạ ngồi rất là thoải mái luôn ạ ngồi hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi và thoải mái anh em nhá tiếp theo giới thiệu cho em về đi sâu cho giới thiệu về hàng ghế đầu tiên đấy ạ đầu tiên sẽ giới thiệu cho em về phần vô lăng ạ vô lăng của chiếc xe này sẽ là vô lăng ba chấu ạ được bọc da sờ rất mềm mại ạ thích hợp trên vô lăng sẽ là có đàm thoại dành tay này điều chỉnh ấm lượng này có cả cầu đối control đó chính là ga tự động đấy ạ về túi khí bản này nó sử dụng đó chính là 7 túi khí em nhá. Về bảng hồ tốc lô của chiếc xe này nó sử dụng bảng hồ tốc lô 12,3 inch ạ. 12,3 inch nhá, lối lên mạch với màn hình giải trí, màn hình của nó là màn hình cảm ứng 12,3 inch ạ. Có điều khiển bằng giọng nói nhá. Đặt đây là giới thiệu cho em về các cửa gió điều hòa này, bốn cửa gió điều hòa phía trên này. Về hệ thống điều hòa của chiếc xe này nó sử dụng hệ thống điều hòa tự động ba vùng lục đập đi ạ hệ thống ba vùng đầu lập cho bên ghế lái này bên ghế phụ này và bên hàng ghế hai thứ hai đấy ạ tiếp theo giới thiệu trong về phần phía dưới này đó chính là có sạc điện thoại thông minh này về phần hộp số chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động 9 cấp nhá hộp số tự động 9 cấp đấy ạ và phanh tay điện tử này đó. tựa tay trung tâm thì bọc bọc được bọc ra nhá để giới thiệu lại cho em về tổng quan về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive đi ạ. Về đèn về viên đèn nội thất của chiếc xe này nó là sử dụng là đèn 65 màu và độ sáng đấy ạ. Đấy. Từ tay trung tâm được bọc dài nhé Tích hợp thêm hàng ghế thứ hai đó chính là có cửa gió cho hàng ghế thứ hai đấy ạ và có hệ thống điều điều chỉnh luôn cả nhiệt độ luôn đấy ạ. Bởi vì nó là hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập nhá. Tiếp theo tôi cho trong về phần uh, động cơ ạ. À. Động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 2.0 với công suất cực đại nó đang là 197 mã lực trên cho 6.100 vòng trên phút ạ. À. Còn mô men xoắn cực đại của chiếc xe này nó đang là 320 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút ạ. À. Chiếc xe này nó sẽ rất động cầu sau anh em nhá. Với tốc độ đạt từ 0 lên tới 100 km đang mất chỉ mất là 7,42 7,4 giây thôi ạ và tốc độ đạt được tương đối chính là 420 km trên giỏi nha. Tiếp theo giới thiệu cho em về các tính năng an toàn ạ. À. Các tính an toàn của chiếc xe này có như sau: hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, hệ thống cảm biến lùi này, camera lùi cảm biến góc trước 6 mắt ạ, à. cảm biến lùi 6 mắt nha. Ngoài ra thì nó có là gương chống chói tự động này, hệ thống hệ thống hỗ trợ phanh chủ động này, và rất nhiều tính an toàn nữa đấy ạ. Về màu sắc xe của chiếc xe này có các màu cho em lựa chọn như sau, có màu trắng như mình đang xem nhá. Màu đen và màu đỏ, nó có 3 màu nội thất ạ. Ba màu ba màu ngoại thất ạ. và còn hai màu nội thất mà màu nâu và màu đen nhá. Ok, vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Mercedes-Benz E200 Exclusive rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé Để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Mercedes Cũng như các xe khác nhau như nổ Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsu, Lixan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW Cũng rất nhiều xe trên thị trường Việt Nam Để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất còn em muốn được review xe, cập nhật giá xe, bất kỳ một xe nào ở trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới Để em sẽ lên cho anh một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em mà chưa đăng ký kênh em thì anh em hãy đăng ký kênh em Bởi vì kênh xe thế giờ cũng sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ à. Ok, xin phép em sẽ dừng video ở đây Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ à.